Chào các em học sinh đến với chuyên mục học toán cơ bản và nâng cao lớp 2 cùng với thầy Trường. Hôm nay đây là cuối tuần 21, các em học sinh toàn quốc đã được đi học. Thế và thầy giáo tiếp tục trao đổi với các em các cái kiến thức cơ bản và nâng cao lớp 2 mỗi tuần 3 video để các em ôn lại và củng cố kiến thức cùng với phát triển. Cái nội dung video hôm nay như thế nào thì sau đây chúng ta cùng trao đổi, mời các em. Chúng ta đến với video thứ 3 của tuần 21. Đó. Thì trong video này thầy giáo sẽ trình bày với các em hai bài. Bây giờ chúng ta lấy giấy nháp ra và chúng ta sẽ thực hiện từng bài một. Các em đọc đề theo thầy. Bài 1. Có 15 quả quýt chia đều cho 5 bạn, mỗi bạn được mấy quả? Thế thì vẫn cái phương pháp thầy giáo vẫn thường nói với các em, đó là các em vừa đọc vừa viết vẽ ra, tìm hiểu xem là bài cho biết gì, yêu cầu làm gì. Có 15 quả quýt thì các em cứ viết là có 15 quả, 15 quả. Đó, các em cứ viết ra. Chia đều cho 5 bạn, đó, các em viết là chia đều 5 bạn, đó. Và bây giờ là hỏi mỗi bạn bao nhiêu? Sau khi vừa đọc vừa viết vẽ ra như thế thì các em tìm hiểu xem là bài toán cho biết gì, yêu cầu làm gì. Cho biết là có 15 quả, đúng không? Đó. Và chia đều cho 5 bạn. Đó. Và yêu cầu là hỏi mỗi bạn nhá, hỏi mỗi bạn. Thì đấy, chúng ta thực hiện như thế. Đây là chúng ta viết ra. Thế còn nếu chúng ta vẽ ra thì chúng ta vẽ thế nào? Thế thì bây giờ các em sẽ vẽ ví dụ như có 15 quả. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đấy, có 15 quả thế nào. Mà bây giờ sẽ là chia đều cho 5 bạn. 5 bạn. Đó, cho 5. Thì hỏi mỗi bạn được mấy? Đó. Thì đấy là với cái cách mà các em viết vẽ ra sau khi các em nhận được đề bài. Thế trong khi viết vẽ ra như thế này thì bây giờ ví dụ như là các em không biết là phải làm như thế nào. Thì các em cứ tư duy theo kiểu bình thường mà thầy giáo hướng dẫn. 5 bạn thì ban đầu là phải lấy 5 quả. 1, 2, 3, 4, 5. Đây, phải lấy từng này. 5 quả. Đúng không? 5 quả. Chia cho 5 bạn này để mỗi bạn một quả. Đó, 5 quả chia cho 5 bạn này, mỗi bạn một quả. Đó. Thế sau đó lại lấy 5 quả tiếp theo. Đây, 5 quả tiếp theo, lại chia tiếp cho 5 bạn thì lại mỗi bạn được thêm một quả nữa. Đấy. Xong lại lấy 5 quả tiếp theo, lại chia tiếp cho 5 bạn thì mỗi bạn được thêm một quả nữa. Như vậy tổng cộng mỗi bạn sẽ được 3 quả. Qua bao nhiêu? Qua 3 lần chia. Đấy. Như vậy là với cái kiểu tư duy bình thường, suy luận bình thường, các em cũng có thể tìm ra cái lời giải của cái bài toán này. Tuy nhiên thì học toán không phải người ta cứ lúc nào cũng mang cái tư duy suy luận ra thế này xong đi trả lời. Mà bây giờ các em hiểu cái cách mà cứ lấy lần lượt như thế này, chia cho 5 bạn, thì chính là hình thành phép chia 15 chia cho 5. Đó, hình thành phép chia. Và kết quả là 3. Đấy. Thì đây chính là nội dung mà thầy giáo muốn trao đổi với các em ở cái bài này. Mặc dù là chúng ta chưa học bảng chia 5, cũng chưa học bảng chia 2, tuy nhiên thì thầy giáo với cái cách suy luận thì chúng ta vẫn có thể giải được cái bài này là như thế. Đó. Thế còn lại vấn đề là nếu thầy giáo không biết trước kết quả là 3 thì làm thế nào để biết 15 chia 5 được mấy? Đấy, vấn đề là như thế. Không biết trước kết quả là 3 này thì làm thế nào biết được 15 chia 5 được mấy? Thế thì chúng ta dựa vào phép nhân, đúng không? Đấy, dựa vào phép nhân. Mấy nhân với 5 để được 15? Đấy, thì các em nhẩm 1 x 5 bằng 5, 2 x 5 bằng 10, 3 x 5 15. Như vậy 3 x 5 15 thì 15 chia cho 3. Đây, 3 x với 5 bằng 15. Thì 15 chia cho 5 thì sẽ bằng 3. Đó. Thì nếu như các em không có vẽ ra, không biết kết quả thì các em dựa vào phép nhân để chúng ta làm được phép chia này. Đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi. Bây giờ chúng ta trình bày bài. Trình bày thì bây giờ người ta hỏi mỗi bạn được mấy quả.
thì chúng ta sẽ trả lời là mỗi bạn được số quả quýt là, đúng không? Đó. Người ta hỏi thế nào thì các em sẽ trả lời như thế. Mỗi bạn được số quả quýt là 2 chấm xuống dòng. Các em làm phép chia 15. 15 quả chia cho 5 bạn. Đó, chia đều cho 5 bạn. Và như thầy giáo đã hướng dẫn đấy, thì 3 x 5 15, cho nên 15 chia 5 được 3. Ồ, xin lỗi các em, phải là 3, thầy giáo lại biết là 5 đấy. Quả, quả ở đây thì các em sẽ là đóng mở ngoặc. Đó. Và bây giờ các em viết đáp số. Khi viết đáp số thì thầy giáo lưu ý là chữ đáp số và dấu 2 chấm thẳng với dấu bằng đây là sẽ đẹp 3 quả. Và đơn vị khi mà viết ở đáp số thì các em không đóng ngoặc. Đó. Thì đấy là nội dung phần thứ bài thứ nhất thầy giáo muốn trao đổi với các em. Bây giờ chúng ta sang bài thứ hai, các em lại lấy giấy nháp ra đọc đề bài theo thầy. Bài 2: trong túi có 10 cái kẹo, đem chia cho hai bạn, mỗi bạn 5 cái kẹo, hỏi chia thế nào trong túi vẫn còn 5 cái kẹo. Đó. Đây là một bài toán rất là hay, bây giờ các em sẽ đọc lại đề nhé. Trong túi có 10 cái kẹo này, 10 cái kẹo này. Đấy, các em vừa đọc vừa viết ra này. Đem chia cho hai bạn này, chia hai bạn này, thầy giáo cứ đọc từ đâu viết hai từ đấy. Mỗi bạn được 5, mỗi bạn 5 này. Đấy, mỗi bạn 5 này. Hỏi chia thế nào mà trong túi vẫn còn, chia thế nào này? Chia thế nào này? Túi vẫn còn 5 cái. Đó. Thế thì em nào mà đã được giải cái bài toán là trong túi có 10 cái kẹo, chia cho 10 bạn. Đó. Mà chia thế nào để mỗi, để trong túi bạn nào cũng được kẹo. Bạn nào cũng được kẹo mà trong túi vẫn còn một cái. Nếu bạn nào mà đã giải cái bài toán này rồi, một bài toán vui, thì các em sẽ giải được bài này. Còn nếu bạn nào chưa giải được bài toán này, bài toán đó, thì sau khi giải bài toán này thì các em cũng sẽ giải được cái bài toán đấy thôi. Đó. Thì đấy là nội dung thầy giáo muốn nói. Thế thì bây giờ đấy, theo như đề bài là cho biết là có 10 cái kẹo. Đây là kẹo chứ không phải cái kẹo. Chia cho hai bạn thì mỗi bạn được 5 cái, 10. Mà chia cho hai thì rõ ràng là mỗi bạn được 5 rồi. Đấy, đúng rồi. Tuy nhiên vấn đề đặt ra là chia thế nào để trong túi, đấy, trong túi còn 5 cái. Đấy, vấn đề là như thế. 10 cái chia cho hai bạn, mỗi bạn được 5 cái thì hết rồi còn đâu. Đúng không? Hết rồi. Làm gì còn cái gì nữa? Thế nhưng bây giờ người ta lại hỏi là làm thế nào để trong túi vẫn còn 5. Thế thì bây giờ ví dụ thầy giáo mà viết vẽ ra thì thầy giáo sẽ viết thì ví dụ như trong cái túi như thế này. Đấy. Thầy giáo cứ viết trong túi này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10. Đấy, trong túi có 10 cái như thế, đúng không? Bây giờ là chia cho hai bạn. Hai bạn. Đấy, chia cho hai bạn. Thế thì bây giờ chia như thế nào? Đấy, chia như thế nào? Thì cái cách chia thì rất là bình thường thôi, các em có thể là chia cho hai thì các em cứ lấy nhóm 2 đúng không? Lấy hai cái này. Đấy, chia được một lần này, xong lấy hai cái này, chia cho hai bạn hai này, hai cái này, ba này, hai cái này là bốn này, hai cái này là năm, như vậy mỗi bạn được năm lần chia thì là 5 cái là đúng rồi. Đấy, không có vấn đề gì cả. Tuy nhiên thì vấn đề là chia như thế nào để trong cái túi này, như vậy lấy hết cả túi ra rồi còn đâu, đúng không? Chia như thế. Đấy, thế nào để trong túi này vẫn còn 5 cái. Thế thì đây là một cái bài toán vui, một bài toán mẹo rất là hay. Bây giờ
trong túi này các em biết là chia cho hai bạn thì mỗi bạn được 5. Thế như vậy là bây giờ ví dụ thầy giáo sẽ lấy 5 cái kẹo trong này, 5 cái cho cái một bạn. Đó. Sau đó còn 5 cái trong túi đúng không? Thì đưa cả túi cho một bạn. Thế như vậy là gì? Bạn nào cũng được 5 cái kẹo. Đó, bạn nào cũng được 5 cái. Nhưng cái bạn mà được cái túi đấy, cả cái túi đấy thì số kẹo vẫn là 5 cái trong túi chứ chưa lấy ra. Đó. Thế như vậy là chia được cho mỗi bạn đều được 5. Nhưng mà trong túi vẫn còn 5 cái là lý do là như vậy. Thế đấy là nội dung thầy giáo muốn trao đổi với các em. Thế còn bây giờ chúng ta trình bày thì chúng ta trình bày như thế nào? Đó, chúng ta trình bày bài này như thế nào? Thì chúng ta sẽ trình bày là gì? Là lấy 5 cái kẹo trong túi đưa cho một bạn, đúng không? Đấy, lấy 5 cái kẹo trong túi đưa cho một bạn. Đấy. Như vậy. Vậy là trong túi còn bao nhiêu? Còn 5 cái kẹo. Đưa cả túi và kẹo cho bạn còn lại. Đó. Như vậy là mỗi bạn đều được 5 cái kẹo. Và trong túi vẫn còn 5 cái kẹo. Thầy giáo viết rõ ra như thế này đấy, để các em nhớ thôi. Còn khi mà làm bài thì các em có thể viết tóm tắt và các em hiểu cách là được rồi. Đấy là nội dung mà thầy giáo muốn trao đổi với các em trong video hôm nay. Thế thì video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Xin chào.